hôm nay mình đi du lịch nữa các bạn ơi. Đó, bây giờ sẽ soạn đồ, xả bỏ đồ lên xe, đi Los Angeles 5 ngày. Đó. Xe mình xe con gái mình nó không ai mà chăm sóc cho nó dơ một cái kinh khủng. Mình qua mình rảnh rồi mình làm cho nó nè sạch sẽ mấy cái này hổm là coi như dơ đen xì luôn. Mình đánh bóng lại cho nó hết hết sét. Rồi ở trong nội thất mình làm vệ sinh sạch sẽ hết trơn, từ cái cánh cửa từ cái gì là coi như sạch sẽ. Rất là đẹp luôn. Xe nó mới tinh nè. Mà nó lo nó đi làm riết rồi nó bỏ, nó không có ở không mà nó sửa soạn. Nó vệ sinh. Mà nó làm nó đi rửa ở ngoài tiệm á, là hãng nó rửa là nó rửa vòng mấy ngoài không à. Chứ trong nó không có rửa. Nên mình qua mình làm cho nó sạch sẽ hết. Từ cái ốc vít gì cái gì là đều sạch sẽ hết. Xe giờ mình thấy như xe mới. Đó, các bạn thấy không? Trời ơi, bữa thứ qua giờ mình thấy xe thấy đau lòng luôn. Đó. Ở Việt Nam mà gặp chiếc xe này người ta cưng quá trời dữ lắm. Còn ở đây nó là cái dạng thuộc về mà làm chưng để đi thôi. Chiếc này hồi đó nó mua 25 ngàn mấy. Đó. Các bạn thấy đó, bây giờ chuẩn bị đi lốt, đi lốt chơi tuần lễ các bạn ơi. Đâu hồi sáng ba xịt nó gãy không sao đâu, bỏ cây cây đó đi về kiếm cây khác. Ừ, đang đẹp quá trời luôn. xịt nó gãy rồi nó héo luôn rồi thấy không. Rồi chưa đi bắt bo theo hả? Có bóp trong chưa con? Có khóa trong chưa? Rồi đi lên đi, lên đi bắt khóa chưa? Ơi rồi lên hả? Là đang khoa chạy mà, ý anh nó đang ngồi sao? Đây hôm nay mình đi Los Angeles chơi đi các bạn. Giờ này mình đang đi trên đường. Giờ này là 7 giờ rưỡi. Tại Alameda. 7 giờ rưỡi tối. À, nhưng mà giờ này còn sớm giờ đó các bạn. Còn thấy mặt trời á. Để cho cái người đó comment cho chú đó. Trên YouTube á. Ừ. Là cái chỗ đó đó hả? Rồi, từ đây mình đi xuống tới Lốt là 6 tiếng phải không? Chạy xuyên suốt luôn không? 7 tiếng. Rồi, bắt đầu từ đây xuống Lốt là 7 tiếng đồng hồ á, chạy đó các bạn. Mình chạy đêm cho nó khỏe. Đây các bạn có để sắp lên tàu á. Tình xéo á, thường ở đó đó. Ai bạn gì bạn cô dạ. Các bạn thấy sao chạy 80 mai á. À, 70 mai mà các bạn thấy không, nó chậm rì à, nó thấy ngoài nó chậm rì à, các bạn thấy không, tại đường đường cao tốc 80 mai hả? Thì một mai là một một cây số 7 á. 3 2 7. Một cây số 7. Dạ đúng rồi, cây số 7. Cây số 7 á là một mai á, mà 80 mai là nhiêu? 130 mấy km/h. Mà các bạn thấy không, nó chậm chậm gì vậy? Thấy xe là như chạy cái chừng 40 50. Phải đóng cửa đó. Không phải, tại cái đường nó lớn quá. Cao tốc nó rộng lớn quá. Với lại ai cũng chạy. Ờ, với ai cũng chạy bằng tốc độ mình á, là nó dòm thấy cái vận tốc nó không có cao. Rồi, đi nãy giờ 6 tiếng đồng hồ đó các bạn ơi.
bây giờ các bạn xem lộ khúc này đẹp quá, làm mấy cái dạ quang với lộ rất là đẹp, phân chia luồng cho xe chạy ban đêm đẹp quá. Ở bên Mỹ giờ này người ta còn đi ngoài đường xe thiệt là đông. Rồi, đem đồ xuống. Tới nhà rồi các bạn ơi. Đem đồ vô đi các bạn ơi. Hi Jimmy, we're outside. Hi. Ôi, mặt trăng giờ này. Trăng giờ này nó lặn tới đó đó. Thấy không? Rồi mở cửa lên, phá giấc ngủ Jimmy mới được. Đó. Hello. Hello Jimmy. Xèo. Ồ, bánh xèo. Để đây lấy hình ảnh lên mới được ăn. lên hình cái mới được ăn. Ê, các bạn xem quán này nổi tiếng ở Lido Sài Gòn nha các bạn. Thức ăn này bánh tôm hả? Bánh này ở đây cũng có chứ ở chỗ khác là không có. Các bạn xem thấy ngon lắm, bánh xèo nữa. Rồi, xin mời các bạn cùng ăn nha. Ủa chứ không phải bên đây hả? Không, đổi qua đó. Action. Rồi, xin chờ. Quán này, quán gì? Tây Hồ. Có bánh cống, bánh cuốn, những thứ các loại, bánh xe, bánh cống gì đó. Bánh khoai chiên. Rất là ngon. Ăn cái vậy là phải gối bằng tay. Ăn với bác sĩ mắt nè. Bác sĩ. Phải gối bằng tay. Chứ còn ăn mà không có gối bằng tay ăn đó thì đẹp nha. Ngon. Có đẹp ăn ngon hơn. Bác sĩ đừng gớm nha bác sĩ. Bác sĩ này bình dân lắm. Rồi, tôi ăn nha các bạn nha, mời các bạn ăn nha. Mời các bạn nhìn chứ mời các bạn ăn cái gì. Không có ăn được đâu. Thèm không? Thèm chưa? Chảy nước miếng rồi đó. Đây dĩa anh Jimmy là nước không mà nước miếng. Nước không nó làm rất là ngon. Không mặn mà cũng không ngọt. Dừa nữa. Dĩa cay cay. Ăn rất là ngon. Chấm gói với cái này nó dầu giòn, rau cải. Rau cải thì các bạn ăn thoải mái. Bây giờ bị có cái gì vậy? Trôi luộc cái gì hết. Nhắc các bạn mai mốt có đi lại đi chơi lại Lý Đồ Sài Gòn nhớ ghé quán này ăn nha. Bánh cuốn Tây Hồ. Khi nào hết đi mà. Quá ngon. Rồi, khách được không? Khô bò. Khô bò. Phở San Tám. Đây là khu Phước Lộc Thọ các bạn. Đó, chợ Phước Lộc Thọ đó. Chữ gì con? Em. Nè, Phước Lộc Thọ thôi bác. Rồi, thấy rồi, chạy từ từ đi. Ủa, ngừng hả? Các bạn thấy chợ Phước Lộc Thọ không? Cái bữa tối thứ bảy mình ra đây, mình đi chợ trời. Mình ăn bắp nướng, mình ăn xoài lắc. Chị Hằng dẫn ở rủ ngày mai đi qua kìa. Qua đâu? Đi đây nè, đi tối. Dạ, đây tối ngày mai đâu có gì. Starting route to New York. Thứ bảy mà con. Khu này là nhà hàng, quán ăn dữ dằn lắm các bạn ơi. Đa số là người Việt ở đây. Khu vực Lý Đô Sài Gòn này là người Việt đa số luôn. Vân Sơn. Vân Sơn Thí Nga. Thí Nga bên này hả? Chả giò bà Khải. Yeah, bác sĩ Trung Chính. Bác sĩ Trung Chính. Trung Chính. Trung Chính. Yeah, ca sĩ Trung Chính.
ca sĩ bác sĩ luôn ha, Tràm Chim gì nữa nha, Thiên Ân bò bảy món, Thiên Ân nhớ rồi đó chú Tư dặn đặt mình mới đặt thiên, thiên là động tới trời không nên đặt, hồi đó mình là Thiên Phát đó nhớ không, sao mới đổi là Mai Hưng Phát á, Thiên Phát sập tiệm luôn. Làm như ốp kèn dữ vậy. Kèn xăm cái nào này nó không chạy. Kèn dữ nó bóp kèn la. Nó nói text mà. Ở Vĩnh Ký trời ơi, 50% ốp hả? Tôi phở 7 đồng còn 4 đồng á. Cái này bán ế quá hả? Không, ở dưới này nó cạnh tranh nhau nhiều quá đó, nó chơi vậy. Vậy là tôi phở nó lời cũng bằng nữa rồi. Bởi vì dám cạnh tranh vậy. Nè, xe của sư cô, sư thầy nó banh luôn. Nước mía, đứng vô. Tay. Mua nước mía này phải không? Dạ. Chắc sư cô, sư thầy. Ờ, mua nước mía. Lấy sư cô gầy, mua rượu uống. Nước mía mà rượu gì. Để nhất nước mía. Nước mía đầy ngon lắm. Khu vực này chỉ có quán nước mía này là ngon. Vô mua phải đăng ký xếp hàng. Nên các bạn thấy không, người ta đang mua. Bỏ táo trộn qua là hộp này hộp kia, có này có kia. Khu vực này rất là lớn, rộng lớn các bạn ơi. Nó đi nãy giờ vòng 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 á. Cho các bạn xem. Giờ mua trái cây lên xe ăn. Mời các bạn ăn táo nha. Cái táo này miếng ngon à. Dạ. Táo tròn ấy, táo cũng ngon mà ba. Dạ. Nó không có cứng vậy. Táo tàu, mời các bạn ăn táo tàu nha. Đây, táo tàu. Ngọt lắm các bạn ơi. Táo tàu mà táo trái dài. Này từ Việt Nam qua đây ăn cốc. Cốc của Mỹ. Năm đồng phao cốc. Năm đồng phao cốc. Tất nhiên 120 ngàn, 110 ngàn. Một ký. Ngon. 110 ngàn nửa ký. 220 ngàn ký cốc. Mắc rồi. Muối anh mới ngon. Muối này cũng ngon. Muối này ngon nữa. Muối này thích hả? Bạn muối này giống như muối tôm mà. Muối tôm nè. Bây giờ gia đình mình đi xuống biển chơi các bạn ơi. Đó, khu vực này là khu vực còn có những khu vực Lý Đô Sài Gòn. Việt Nam mở không á, chợ búa siêu thị này các bạn, chùa thiền thánh thất đồ ở đây là toàn bộ người Việt Nam thiết lập hết. Cho như vùng đất này là vùng đất của người Việt Nam định cư qua đây, ở tại nơi đây, sống và làm việc tại nơi đây, tôi gọi là Việt Kiều. Việt Kiều yêu nước là sống ở khu này là nhiều nhất. Take mine.